Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi Thì sẽ cứu được mạng sống ấy Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình Hay là thiệt thân thì nào có lợi gì Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi Thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy Khi người ngự đến trong vinh quang của mình của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Quý ông bà và anh chị em thân mến, như chúng ta đã biết hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua Đức Thánh Cha Francisco đã ra tông thư tuyên bố thành lập ủy ban các vị tử đạo mới chứng nhân đức tin với mục đích là tiếp tục tìm kiếm những người ngày nay vẫn còn bị giết chỉ vì họ là tín hữu Kitô. Và đúng như lời của Đức Thánh Cha lặp đi lặp lại nhiều lần rằng các vị tử đạo ngày nay đông đảo hơn nhiều so với thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Không những là cá nhân mà cả những người sống trong đời sống hôn nhân, gia đình và rồi cả cộng đoàn tu trì nữa. Đó là lý do mà ủy ban các vị tử đạo mới chứng nhận đức tin được thành lập và mới tuần rồi đây đã bắt đầu những cuộc họp để chuẩn bị những cách thức làm việc trước thềm năm đại thánh 2025 sắp tới. Hôm nay Giáo hội tại Việt Nam chúng ta mừng đại lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam, các chứng nhân đức tin cha ông của chúng ta. Cách riêng là chúng ta mừng kỷ niệm 35 năm ngày 117 chứng nhân đức tin tại Việt Nam được Đức Thánh Giáo Hoàng An Phaolo thứ hai tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Và chúng ta biết hiện nay vẫn còn hàng chục ngàn hồ sơ phong thánh của các chứng nhân đức tin người Việt Nam chúng ta tại Việt Nam chúng ta vẫn đang nằm ở bộ phong thánh và chờ điều tra những trang sử đượm buồn và nhuốm đầy máu của hàng trăm ngàn vị tử đạo tại việt nam khiến cho người ta phải rùng mình mỗi khi đọc lại nhưng ở khía cạnh khác những trang sử hào hùng ấy lại làm nổi bật lên việc lạ lùng lớn lao mà thiên chúa thực hiện trên mảnh đất việt của chúng ta các vị chứng nhân đức tin tử đạo cho ông chúng ta, chúng ta biết là cũng là những con người bình thường như bao người và bao gồm đủ mọi thành phần địa vị xã hội và lứa tuổi. Nhưng các vị có một cái chung đó là tình yêu. Tình yêu Đức Kitô, một niềm tin thuần khiết, hết lòng hết dạ bước theo và giữ đạo chúa Kitô với lòng kiên trung son sắt không hề xấu hổ vì danh Chúa Kitô và những lời của Người. Trong trích đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Thánh sử Luca trình bày các điều kiện cho những ai muốn theo Chúa Kitô làm môn đệ. Điều kiện phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày là một trong những đỉnh cao của tin mực rằng một khi bước theo Chúa Kitô, người tín hữu, người muốn làm môn đệ của người phải hoa lại định mệnh của Chúa Giêsu trong cả cuộc sống và cái chết qua việc làm chứng cho đức tin ngay nơi mình sinh sống. Chúng ta nhận ra nét đẹp tin mừng ấy khi nhìn vào À, cuộc sống và cái chết của các vị từ đạo việt nam một tình yêu của từ bỏ và hy sinh từ bỏ cuộc sống yên ổn danh vọng tiền tài để giữ vững đạo chúa và danh xưng kitô hữu đồng thời sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì chính đức tin đấy thật vậy nếu như thánh micae hy và thomas thiện sẵn sàng từ chối chức quan hay chịu mất chức trong triều đình để được nên giống Đức Kitô đền bù tội lỗi và được chết thánh thiện thì thánh đa minh úy xác tín rằng sống đức tin là giữ đạo của cha ông ngài nói nếu tôi cả gan bước lên thánh giá thì tôi xúc phạm đến chúa và bất hiếu với mẹ cha vì song thân sinh ra tôi đã dạy tôi trung thành với niềm tin này cho đến chết. Còn Thánh Emmanuel Phụ khuyên dạy con cái của mình ngay nơi pháp trường rằng con hãy nhận lấy kỷ vật của ba đây. Đây là bức ảnh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ảnh này quý hơn vàng bội phật. Con hãy luôn mang nơi cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều con nhé. Hình ảnh đó rất là xúc động và chúng ta thấy cũng xảy ra nơi bài đọc thứ nhất trích từ sách Macabe quyển thứ hai nơi gương của bà mẹ có bảy người con chết trong một ngày. Và tác giả của sách Macabe nói rằng bà mẹ là người đáng khâm phục vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Chúa. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các chứng nhân đức tin Việt Nam chúng ta đã thấm nhuần lời dạy của Tin Mừng nếu mất sự sống vĩnh cửu với Chúa Kitô là mất tất cả. Nên các ngài đã sẵn sàng hy sinh vác thập giá mình hàng ngày và chấp nhận mất cả mạng sống ở đời này để được sự sống bất diệt trong đấng là sự sống vĩnh cửu. Như lời khẳng định của Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi cho giáo đoàn Roma. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Bởi vì cho dầu là sự chết hay sự sống, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Như vậy thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cảm tạ Chúa trong đại lễ hôm nay vì người đã làm bao việc cao cả, bao việc lạ lùng trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta, nơi các chứng nhân kiên trung, các vị tiền nhân của chúng ta. Các ngài chính là môn đệ đích thực của chú Kỳ Tổ, là lời chứng hùng hồn cho kiểu nói à, nghịch lý của chú Kỳ Tổ như tin mừng hôm nay. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy cầu xin cho mỗi tín hữu việt nam chúng ta ngày nay khi xem ra đang sống trong một xã hội thoải mái hơn để giữ đạo để sống đức tin biết không ngừng học theo các vị tiền nhân anh dũng bài học về tình người về tình yêu quê hương đất nước và bất khuất trong đời sống đức tin đặc biệt biết sẵn sàng chết đi cho những toan tính ích kỷ thấp hèn những thỏa hiệp với sự ác thỏa hiệp với sự giữ vốn ngày càng tinh vi trong đời sống đạo hôm nay cụ thể chúng ta có thể nghĩ những việc đơn giản thôi nơi gia đình thay vì la mắng đánh đập cách bạo lực thì các bậc làm cha làm mẹ hãy dành thời gian nhiều hơn cho nhau kiên nhẫn hơn với nhau và với con cái của mình. Với tình yêu và như đã nói lòng bao dung và sự kiên nhẫn. Rồi con cái các bạn trẻ cũng hãy biết rằng để có được kiến thức thật sự thì không còn con đường nào khác là nỗ lực kiên nhẫn trong học tập. Siêng năng, năng cần cù trau dồi về đời sống nhân bản, đời sống đức tin của mình còn khi bước ra ngoài xã hội thay vì nhanh chóng phán xét kết án người này người khác bằng những lời nói bằng những tin nhắn những cái comment rồi chửi rủa trên các phương tiện truyền thông hiện đại thì hãy dành vài giây bình tâm lại kiên nhẫn suy nghĩ chậm lại một chút sống lại chống chậm lại một chút để tìm hiểu sự việc về con người và những khía cạnh xung quanh con người và vấn đề ấy khi chúng ta thực hiện tất cả những điều xem ra là đơn giản ấy thì khi ấy chúng ta cũng là làm chứng cho đức tin của mình rồi vậy là tử đạo rồi đó là lý do tại sao mà đức thánh cha thành lập của ủy ban mới để tìm kiếm để khuyến khích mỗi tín hữu chúng ta hãy can đảm sống đức tin của mình trong thời đại mới của ngày hôm nay thiết nghĩ nếu một khi chúng ta kiên trì thực hiện những điều đó là ta là những vị chứng nhân của chúa trong thời đại hôm nay và tương tự với lối sống như vậy chúng ta có thể làm chứng cho chúa trong nhiều lãnh vực khác nữa với tình yêu và lòng sắc son chúng ta cầu nguyện cho nhau cho giáo hội tại việt nam cho từng tín hữu việt nam chúng ta đặc biệt nơi các gia đình nơi các cộng đoàn tu trì luôn biết làm chứng cho niềm tin của mình noi gương các thánh tử đạo cha ông của chúng ta để có thể làm chứng cho Chúa Kitô trong môi trường sống hàng ngày của mình với thời đại mà có rất nhiều thách đố mà những khó khăn từ mọi phía chúng ta thấy đã xảy đến cho đời sống gia đình và giáo hội và đức tin của mỗi người chúng ta lại các thánh từ đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoành hoàn thành sứ mạng xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em cứ mỗi lần mừng lễ các thánh tử đạo cụ thể là lễ các thánh tử đạo tại việt nam hôm nay chúng ta nghe lại âm vang của một trang sử hào hùng của ông cha ta những con người đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng đây bài ca ngàn trùng dâng về thiên chúa bài ca thắm nhuộm máu hồng từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu quả thật chết là điều mà hầu như ai cũng sợ đặc biệt cái chết đó lại xảy ra bởi sự tra tấn hành hạ dày vò về thể xác và tinh thần mà các thánh tử đạo phải chịu. Thế nhưng, điều làm các quan và binh lính lấy làm ngạc nhiên, đó là tại sao những con người này không sợ chết? Tại sao những con người này thả chịu đau đớn, đánh đập và cả cái chết, nhưng nhất định không chịu bước qua thập giá mà chối đạo? Và tại sao Giữa biết bao nhiêu roi đòn sỉ nhục như vậy mà trong mắt các ngài không có lấy một sự căm thù, tức giận vào trên môi miệng các ngài cũng không có lấy một lời oán than, nguyền rủa. Tại sao vậy? Thưa đó là vì tình yêu, vì niềm tin vào Đức Kitô mới cho các ngài có được sức mạnh lớn lao đó Bản tính tự nhiên Các ngài cũng sợ chết Sợ bị hành hạ Đánh đập Nhưng các ngài đã tin vào Chúa Giêsu, Tin vào đạo của Chúa Giêsu Là đạo thật Như Thánh Du Xe Nguyễn Văn Lưu đã nói Đạo đã thấm nhập vào xương tủy tôi Làm sao tôi có thể bỏ đạo được Tin rằng Chính khi các ngài dám can chịu sỉ nhục Chịu mất mạng sống ở đời này vì danh Chúa Thì Chúa sẽ trả lại cho các ngài vinh quang và sự sống đời sau Và cũng chính vì tin vào Chúa Giêsu như vậy Nên các ngài cũng chọn lấy con đường yêu thương Tha thứ của Chúa Không oán ghét những kẻ làm hại mình không lấy bạo lực đáp trả lại bạo lực đây là một nét son của tất cả những vị thánh tử đạo là một chân lý mà nếu thiếu thì các ngài cũng chỉ như những người đã bắt bớ mình cũng lấy ác báo ác lấy nguyền rủa đáp lại nguyền rủa như vậy mừng lễ các thánh tử đạo việt nam hôm nay để lại cho chúng ta những bài học sau. Thứ nhất, hãy làm tất cả vì tình yêu Chúa. Chính vì yêu Chúa mà các thánh tử đạo đã làm được những điều vượt quá sức mình. Thì chúng ta cũng vậy, cũng hãy mặc lấy tình yêu trong các hành vi hoạt động của mình. Tự nhiên, tôi sẽ khó yêu, khó thương, những kẻ nói xấu mình hay những kẻ đâm sau lưng mình nhưng nay vì chúa tôi sẽ tha thứ cho những người đó cô đó anh đó hay đứng trước những bất công hiểu lầm từ người khác tự nhiên tôi sẽ phải đi thanh minh thanh nga cho người khác hiểu tìm cách giải thích cho mọi người biết lẽ thường là thế nhưng vì yêu Chúa Tôi sẽ chọn con đường im lặng Và để cho Chúa phân xử cho tôi Cái cách này xem ra Bị một số người coi là nhu nhược Là chấp nhận cho người ta đè đầu cưỡi cổ Mà câm như hến Không biết phản kháng Thưa không phải nhu nhược đâu Nhưng nó là con đường của yêu thương Của tín thác hoàn toàn vào sự công minh và quyền năng của thiên chúa chúa biết hết và chúa sẽ phân xử cho tôi thứ hai can đảm vượt qua những gì cản bước tiến chúng ta trên đường đến với chúa ngày hôm nay có lẽ chúng ta không còn thấy những hình thức cấm cách đạo chúa như hồi xưa nhưng bên cạnh đó lại có những hình thức khác tinh vi hơn nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần nguy hiểm hơn đang từng ngày lôi kéo chúng ta bỏ đạo rời xa chúa xa đức tin đó là tiền bạc đó là danh vọng là cám dỗ tội lỗi người ta nói cơn sóng lớn tuy ồn ào mạnh mẽ nhưng không nguy hiểm cho bằng những cơn sóng ngầm. Quả thật, những cơn sóng ngầm của tiền tài, danh lợi, lạc thú rất mạnh. Nó âm thầm kéo chúng ta rời xa Chúa lúc nào chẳng biết. Công việc dễ làm chúng ta bỏ lễ Chúa Nhật. Tiền bạc dễ lôi kéo chúng ta rời xa luật Chúa. Cám dỗ khiến chúng ta sống đối nghịch với Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương các thánh tử đạo làm mọi việc vì yêu mến Chúa và can đảm khước từ những gì cản trở chúng ta bước theo Chúa. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như con đã nói đầu nghi lễ những ngày gần cuối của năm phụng vụ Giáo hội cho chúng ta nghe những bài tin mừng Nói đến sự phán xét Nói đến cuộc à, quan lâm của Thiên Chúa Và hôm nay Chủ nhật thứ 33 thường niên A Chúa lại cho chúng ta một dụ ngôn Về những người đầy tớ trung tín và bất trung tín Mọi nén bạc Chúa trao cho chúng ta là những tài năng Lúc ông chủ trở về và tính sổ là lúc Thiên Chúa phán xét Và chúng ta phải trả lẽ về những khả năng đã sử dụng Như ba người đầy tớ hôm nay trong tin mừng Ông chủ đã nhìn thấy khả năng của họ Và trao những nén bạc cho họ Người thì năm nén, người hai nén và người một nén Trước tôn nhang Thiên Chúa Thì giàu sang hay nghèo hèn Già cả hay trẻ thơ Tất cả đều không mấy quan trọng điều cần thiết đó chính là sự cộng tác của chúng ta với ơn Chúa, chính là sự cố gắng của chúng ta để sử dụng và xin lời những nén bạc Chúa đã trao gửi. Hình ảnh người đầy tớ mà được trao cho năm nén, chúng ta thấy anh ta rất tài giỏi, biết trung tín trong việc nhỏ của mình, là xin lợi của cải của ông chủ và làm giàu cho ông chủ. Điều đó thể hiện sự trung tín của người đầy tớ người đầy tớ ở trong nhà của chủ mình thì hãy coi những gì của ông chủ là của mình và mình bổn phận phải chăm sóc và giữ gìn đó là bổn phận của người đầy tớ và trung tính hết sức có thể nơi bổn phận trách nhiệm mà chính ông chủ đã trao trong đời sống kiểm duyệt lại bản thân của bạn của mình chúng ta cũng thấy người này chúa trao cho họ khả năng này người khác chúa trao cho họ khả năng khác để làm gì không phải để tôn vinh cá nhân của mỗi người nhưng là những gì chúa ban khả năng để rồi phụng sự chúa trước tiên và phục vụ giáo hội và phục vụ nhau cho nên chúng ta đừng quá ích kỷ trong hành động trong suy nghĩ trong cách làm việc của mình chúng ta hãy mở rộng con tim của mình và xác tính rằng những gì chúng ta có từ tài năng của cải hạnh phúc bình an vân vân đều là do bởi ơn Chúa ban cho nên chúng ta hãy cố gắng sử dụng và xin lời những nén bạc Chúa trao gửi thật xứng đáng bởi vì sao bởi vì sự cố gắng sẽ đem lại hậu quả tốt cho chúng ta chúng ta thấy người năm nén người hai nén là họ được ông chủ khen và trao cho những việc lớn ông chủ đã nhắc lại hai lần đối với những người đầy tớ trung tín này vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ cho nên ta sẽ giao cho những việc lớn và hãy vào hưởng hạnh phúc của chủ ngươi còn ngược lại lấy đi những cái những người mà biến nhát không biết trung tín không biết làm việc lười biếng và cái họ đang có cũng sẽ bị lấy đi và thậm chí thân xác của họ phải đẩy vào nơi tối tâm và phải khóc lóc nghiến răng vậy trong sự cố gắng ấy của mỗi người chúng ta trong đức tin người khi tu hữu, chúng ta sẽ đem lại những thành công về hai phương diện. Phương diện thứ nhất là phương diện vật chất là gì? Ông bà chúng ta có câu kiến tha lâu thì cũng đầy tổ, có công mài sắc thì có ngày nên kim. Tương lai không dành cho những kẻ lười biếng, tương lai được hứa hẹn không phải cho những kẻ thông minh tài trí, nhưng cho những người biết hành động hơn, biết chăm chỉ và biết cố gắng hơn và bên cạnh đó thành công cũng mang đến cho chúng ta phương diện tinh thần. Khi tìm hiểu về những thiên tài trong lịch sử, người ta đã ghi nhận có 5% là do khả năng trời ban, còn lại 95% là do sự cố gắng của con người. Chính vì thế, những người Trung Hoa cũng đã nói rằng: ngọc bắt trác bất thành khí, nhưng bất học bất tri lý, viên ngọc mà không đũa không mài thì không trở nên đồ trang sức quý giá Con người chúng ta cũng vậy Nếu không chịu khó học hành Thì không thể nào biết được lý lẽ mà cư xử Ngọc kia chẳng mài chẳng dũa Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi Cho nên trong đời sống của chúng ta là một cuộc chiến giao tranh mỗi ngày Một chiến đấu giữa sự cố gắng và sự ương lười của chúng ta Như sự tranh chấp mỗi ngày để chúng ta làm trỗi lên những cái điều tốt lành những khả năng mà Chúa muốn để mưu cầu lợi ích cho đời sống của chúng ta. Bên cạnh đó, trong phạm vi thiên liêng, mặc dầu Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta nhưng chúng ta cũng phải là đã xong xuôi, trái lại chúng ta còn phải tiếp tục cộng tác với Ngài và ra sức chiến đấu không ngừng. Chúng ta hãy nhớ trong thân phận con người của chúng ta, chúng ta cần chúng ta có thể xác và linh hồn Chúng ta chiến đấu cho thể xác của mình như thế nào Thì chúng ta cũng phải chiến đấu để bảo vệ phần linh hồn Đức tin của mình bấy nhiêu Trước những phong ba của cuộc đời Trước những tư tưởng sai lạc Làm suy xuyển đức tin của mình Và làm lung lay đời sống đức tin của chúng ta Chúng ta cũng phải có một tâm hồn hướng thượng Hướng đến điều lành, hướng đến chiều kích toàn vẹn nơi Thiên Chúa của mình Tránh xa những yếu đuối lỗi lầm Có như thế đời sống đức tin của chúng ta trở nên tốt lành thánh thiện và trở nên người đầy tớ trung tín chúng ta cứ trung tín từng ngày trong đời sống của đức tin của chúng ta thờ phượng chúa cho nên qua các việc đạo đức tham dự thánh lễ xưng tội rước lễ và làm các việc bác ái như chúa dạy có như thế trước mặt thiên chúa chúng ta sẽ trở nên người tôi tớ trung tín và ơn chúa luôn tuôn đổ dạt dào trên mọi người chúng ta hơn thế nữa chúng ta hãy biết chu toàn Vì lòng yêu mến Chúa Thì những công việc nhỏ bé và tầm thường ấy Sẽ trở thành những sợi chỉ vàng Dệt nên cuộc đời chúng ta Và làm cho đời chúng ta Có một giá trị to lớn trước mặt Thiên Chúa AMEN Quý vị và các bạn thân mến Vào Chúa Nhật áp cuối của năm phụng vụ Giáo hội Việt Nam chúng ta mừng trọng thể lễ kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Đây là dịp để người tín hữu Việt Nam chúng ta tự hào về đức tin của tổ tiên mình, nhưng cũng là dịp để chúng ta nhắc nhớ nhau về đức tin kiêu hùng ấy mà noi gương bắt trước. Bài tin mừng hôm nay thuật lại lời mời gọi và điều kiện để làm môn đệ Đức Giêsu. Lời kêu gọi này cũng được các thánh sử thuật lại trong sách tin mừng theo thánh Matthew chương 16 và tin mừng theo thánh Marco chương 8. Phải từ bỏ chính mình, vác thập giá là một lời mời gọi mang tính cấp thiết và diễn tả một chọn lựa sống chết, một mất một còn. Quả vậy Đức Giêsu đã nói, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Người đi theo Đức Kitô phải chấp nhận chọn lựa. Đức Giêsu cũng xác định rằng, vì người nào được cả thế giới mà phải mất chính mình, hay thiệt thân thì nào có lợi gì. Hơn nữa, người nói, ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Các thánh tử đạo Việt Nam đã thi hành tất cả những điều ấy và chọn cho mình một phần phúc trên thiên quốc, bởi vì các ngài đã có một tình yêu mãnh liệt vào đức Kitô. Năm 2012, thế giới nhắc lại một kỷ niệm buồn. Cách đó một trăm năm, con tàu Titanic bị đánh chìm ở giữa Đại Tây Dương một con tàu được thiết kế và được đặt cái tên với dụng ý không thể bị đánh gục. Nhưng quả thực, Titanic đã bị một tảng băng trôi đánh chìm vào đêm ngày 14 tháng 4 năm 1912, làm cho 1522 hành khách thiệt mạng. Cũng trong những năm gần đây, chúng ta cũng có dịp chứng kiến những trận báo lớn, những cơn sóng thần làm biết bao nhiêu người dân thiệt mạng điều đó cho thấy sức mạnh của thiên nhiên và sức mạnh của con người bên nào hơn bên nào tuy nhiên chúng ta còn biết đến một sức mạnh khác lớn hơn cả sức mạnh tự nhiên mãnh liệt hơn sự chết chiến thắng tất cả sức mạnh đó ở trong trái tim con người đó chính là sức mạnh của tình yêu của niềm tin công giáo niềm tin tôn giáo và tình yêu không bao giờ bị bóp nghẹt do bất cứ quyền lực nào. Không có thế lực nào có thể xóa bỏ được niềm tin và tình yêu vào Thiên Chúa của người Kitô Hữu. Lịch sử giáo hội Việt Nam đã chứng minh điều đó. Suốt hơn 300 năm bách hải đạo, từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19, trải qua 6 triều vua, trịnh, nguyễn, tây sơn, minh mạng, thiệu trị tự đức. Giáo hội Việt Nam đã có hơn 100.000 anh hùng tử đạo được ghi nhận trong sổ sách. Các thánh tử đạo Việt Nam đã chịu đủ mọi cực hình, bị xiềng xích, lao tù, bị tra tấn, bị bỏ đói, bị chém đầu, bị thắt cổ, bá đao, phanh thây, kìm kẹp, voi dày, thiêu sống, hay bị buộc đá thả xuống sông xuống biển. Nhưng với sức mạnh đức tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Chúa Kitô, các ngài đã chiến thắng tất cả những nhục hình đó. Dân gian Việt Nam vẫn nói: Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Làm sao chúng ta có thể sống đức tin mạnh mẽ như cha ông chúng ta đã sống? Quả thật là ngày nay không còn cảnh cấm đạo, bắt đạo như xưa, và điều đó chắc chắn chúng ta không có cơ hội tuyên xưng đức tin như cha ông chúng ta tuy nhiên ngày nay chúng ta lại đối diện với rất nhiều những thách đố khác trước hết là thách đố về niềm tin trong môi trường và bầu khí xã hội chúng ta sống và hít thở một xã hội vô thần duy vật tự bản chất là chối bỏ thiên chúa chính sự chối bỏ thiên chúa này là nguyên nhân đưa tới những sa đọa của con người trong xã hội. Một xã hội vắng bóng Thiên Chúa sẽ tạo ra những ông Chúa khác, nơi một con người hoặc một vật chất nào đó. Chúng ta nhớ lại ngày xưa, người Do Thái đã đúc bò vàng để tôn thờ chúng như tôn thờ Thiên Chúa. Khi ông mô -xê lên núi 40 đêm ngày, và họ tưởng ông đã chết, và không còn người nào lãnh đạo họ nữa. Trong xã hội của chúng ta, đồng tiền đang có một sức mạnh ghê gớm. Nó đã nghiễm nhiên trở thành một quyền lực chi phối đời sống con người. Và để có nhiều tiền, người ta đã không từ chối một phương cách nào, từ chuyện làm hàng giả kém chất lượng, hàng hóa có chất gây ung thư, đến việc buôn bán ma túy, tham nhũng, hối lộ. Thậm chí, Chính đồng tiền đã làm cho nhiều người phải điêu đứng khi tin vào những trò lừa lọc qua mạng xã hội, qua các hình thức kinh doanh đa cấp. Những điều đó đã khiến cho nhiều gia đình phải rơi vào cảnh tuyệt vọng, điêu đứng. Chính trong môi trường này, nhiều người công giáo chúng ta cũng bị cuốn hút vào ma lực của đồng tiền, nên rất dễ đánh mất niềm tin và rời xa giáo hội. Kế đến là thách đố về công bằng và sự thật. Xã hội chúng ta đang tràn lan bất công, những lạm quyền và giả dối. Đạo đức và lương tâm nghề nghiệp cũng đang bị suy thoái cách nào đó. Ngay cả trong ngành nghề đòi hỏi phải có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp như giáo dục và y tế, cũng vẫn đầy rẫy những tiêu cực người ta vẫn truyền cho nhau mấy vần thơ nghe thì có tính đả kích xã hội nhưng đáng để chúng ta suy gẫm nhân phẩm ngày nay giảm giá rồi chỉ có thực phẩm tăng giá thôi lương tâm bán rẻ hơn lương tháng chân lý chân giò cũng vậy thôi sống trong một môi trường như thế nhiều người lập luận rằng người khác gian dối mà mình trung thực thì thua thiệt. Vì vậy, họ đua nhau hành xử cẩu thả. Mọi người lừa lọc, mình cũng gian lận. Nghĩa là đủ cách, đủ đường, miễn sao có lợi cho riêng mình. Đối diện với những thách đố như thế, chúng ta, những con cháu của các anh hùng tử đạo, làm sao có thể gìn giữ được nền văn hóa và đạo đức gốc rễ của người Việt? và văn minh Kitô giáo. Làm sao có thể sống đúng với lương tâm, với giáo huấn của Chúa Kitô và hội thánh dạy? Làm sao có thể đi ngược với trào lưu đang bị thống trị bởi lối sống hưởng thụ ích kỷ? Trong đó con người biến nhau thành món hàng để mua bán, hưởng lợi và vui chơi. Làm sao không để lao đầu vào các trào lưu, vội vã kiếm tiền, và sau đó thì hì hục hưởng thụ. Làm sao chúng ta có thể ngăn cản được những làn sóng dữ, những cơn gió, những cơn bão độc đang len lỏi vào các gia đình, lối xóm, giáo họ, giáo xứ và nhất là chúng đang len lỏi vào chính lương tâm, cõi lòng mỗi chúng ta. Những thách đố kể trên đang thôi thúc chúng ta can đảm sống và làm chứng về một nền văn minh tình thương, văn minh sự sống văn minh của Kitô giáo. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, chúng ta có dịp chiêm ngắm lại mẫu gương đạo đức, can đảm sống đức tin của các bậc tiền bối. Hãy nhìn vào đời sống, vào gương sáng, nhìn vào chiều sâu đức tin, nhìn vào tình yêu vững mạnh nơi Thiên Chúa của các ngài. Từ đó, mỗi người hãy chất vấn chính mình. Liệu chúng ta có dám can đảm sống theo đúng lương tâm của mình không? Liệu chúng ta có dám sống theo giáo huấn mà Đức Giêsu đã dạy và các bậc tiền nhân đã truyền lại cho chúng ta hay không? Kính xin các thánh tử đạo Việt Nam chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta luôn biết sống và tuyên xưng đức tin của mình, siêng năng tham dự phụng vụ, lãnh nhận các bí tích nhất là bí tích thánh thể và hòa giải. Và cách riêng, biết sống yêu thương, bác ái với nhau, trong gia đình, ngoài lối xóm, trong giáo họ cũng như ngoài giáo xứ Để những người chưa biết Chúa, không phải là khi tôi hữu, khi nhìn vào đời sống chúng ta, họ nhận ra chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam. AMEN mọi con đi đeo niềm tin mới, con nay như thấy ngơ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con, rồi một ngày thành thần Chúa đã đến thánh hiến con chào Ngài, tay con đi khắp mọi nơi rắc rêu tin vui trong muôn. 想。 đang cay lầm than cuộc đời đây những thở than tiếng khóc chết chưa trong muôn vàn tin cho con đến vui an đỡ nơm mong quên đi cớ này ngày đây chúa ơi con hiến dâng cho ngài Từ cùng trái tim lòng trái, từ đây hỡi xây theo bước trên cuồng ngài, chúng kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Ngày đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho.

thì đã chịu nhiều bách hại, cấm cách đủ điều. Và trong suốt 300 năm dài đằng đẵng, thì hàng trăm ngàn người đã phải rời bỏ quê hương của mình, chạy trốn đến nơi rừng thiêng nước độc để nhằm có thể bảo toàn đời sống đức tin của mình. Hơn 130 000 người đã ngã xuống dưới lưỡi gươm bắt bớ, trong đó thì có 117 vị đã được phong thánh và một vị được phong chân phước. Các thánh tử đạo tại Việt Nam của chúng ta đã chết không phải là vì họ chống đối triều đình, cũng không phải vì lỗi công bình bác ái với tha nhân, nhưng mà họ đã chết để làm chứng cho tin mừng của Đức Giêsu. Xin chia sẻ với ông bà, anh chị em hai giá trị tin mừng mà các thánh tử đạo đã làm chứng mà chúng ta vừa nghe. Đó là muốn theo Chúa phải từ bỏ chính mình và vác thập giá hàng ngày mà theo chúa thứ nhất từ bỏ chính mình là gì từ bỏ chính mình đó là từ bỏ ý riêng để sống theo ý chúa từ bỏ chính mình có nghĩa là từ bỏ những cái thói quen ý nghĩ ước muốn không phù hợp với luật chúa và từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là từ bỏ tất cả kể cả mạng sống của mình để làm chứng cho thiên chúa đúng như thánh do an đã nói ánh sáng đã đến thế gian nhưng mà thế gian lại ưa chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm đều xấu xa ngay từ khi ánh sáng tin mừng được đem đến việt nam thì người công giáo đã chịu bách hại từ nhiều phía và người ta đã nghĩ ra những cái tra tấn những hình phạt khắc nghiệt nhất để mà làm thui chột bóp nghẹt cái đời sống đức tin của những người công giáo đất Việt. Những hình phạt có thể kể đến như là dùng thép nung đỏ để xâm vào má hai chữ tạ đạo hoặc là cầm tù, đánh đập, chém đầu, voi dày và khủng khiếp nhất có lẽ là hình phạt bá đao có nghĩa là dùng dao cùn để xẹo từng miếng thịt cho đến chết. Tuy nhiên, giữa cái u ám của lòng người và giữa cái đen tối của gian ác và thù hận, thì hình ảnh các thánh tử đạo tại Việt Nam vẫn đẹp và vẫn chiếu sáng rạng ngời như những vì sao giữa bầu trời đêm tối. Đó là hình ảnh ảnh của các thánh tử đạo Việt Nam khi mà bị bách hại thì họ vẫn bình an vẫn phó thác vào Chúa. Như tâm tình của bài Thánh Thi. Muôn thử thách vì Ngài đâu xá kể, không một lời oán trách thở than. Chẳng xôn xao lòng thơ thới yên hàn, trước sau vẫn hiền hòa luôn kiên nhẫn. Đó là hình ảnh đẹp của Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng khi mà tại Pháp Trường trước cái chết vẫn không hề run sợ mà còn quay lại để nhắn nhủ với con cái và bạn hữu rằng hãy tha thứ hãy tha thứ cho những người tố cáo tôi hãy tha thứ cho những người bách hại tôi đó là hình ảnh đẹp của cha phêrô đoàn công quý khi bị bắt cầm tù thì ngài không vẫn không một lời oán trách nhưng vẫn an vui và vẫn động viên các bạn tù cử hành các bí tích cho họ cùng họ đọc kinh mân côi và rồi Ngài còn viết thơ để gửi về cho thân mẫu, cho thân bằng quyến thuộc động viên họ. Trong đó có đoạn Dù chăng trói gông cùng tù rạc, chén ngục hình xiềng tỏa chi nề, vui lòng cam chịu mọi bề, để cho trọn đạo trung thần hiếu tử. Và cũng thật đẹp, đó là hình ảnh của Thánh Himo si Liêm. Một tu sĩ đa minh. Ngài đã rời bỏ đất nước Tây Ban Nha, bình an, giàu có để rồi đến Việt Nam truyền đạo. Để rồi chịu biết bao nhiêu khó khăn về ngôn ngữ, về đồ ăn thức uống, về khí hậu. Và khi bị bắt thì ngài bị nhốt trong một cái cũi chật hẹp mặc dù người dáng ngài rất là cao to. Đến nỗi nằm không nổi, ngồi không xong ấy thế mà ngài vẫn hăng say giảng đạo, lại còn rửa tội được cho con của một viên cai ngục. Thưa anh chị em, các thánh tử đạo tại Việt Nam đã không chùn bước trước hiểm nguy, đã không run sợ trước cái chết. Tại vì họ xác tín rằng, sau khi sự sống ở trần gian qua đi, thì họ sẽ được ban thưởng một sự sống mới, vĩnh cửu, bất diệt đó cũng là niềm sắc tín của bệnh của bà mẹ của bảy anh em nhà Ma Bê mà chúng ta đã nghe ở bài đọc 1. đó là Thiên Chúa là đấng ban sự sống và hơi thở cho con người đấng ấy sẽ trả lại sự sống cho những ai trung thành làm chứng cho người chắc chắn là các thánh tử đạo tại Việt Nam đã được thượng công ở trên thiên đàng và không chỉ có thế như lời của giáo phụ Tetuliano đã viết. Máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu. Máu các thánh tử đạo tại Việt Nam đã đổ xuống, thấm vào lòng đất như hạt lúa gieo vào lòng đất để rồi chịu chết đi, chịu biến đổi thành cây lúa để có thể trổ sinh nhiều bông hạt chính là giáo hội Việt Nam ngày nay của chúng ta với hơn 7 triệu 200 ngàn tín hữu và đặc biệt là rất nhiều ơn gọi tu trì. Giá trị tin mừng thứ hai mà các thánh tử đạo làm chứng đó là vác thánh giá hàng ngày mà theo Chúa. Khi mà nghe những câu chuyện hào hùng về các thánh tử đạo tại Việt Nam thì cũng có người có một ước mơ thánh thiện đó là được trở nên như họ, chịu đau khổ chốc lát nhưng mà được nhanh lên thiên đàng được hưởng phúc vinh quang muôn đời nói thì nghe cũng hay nhưng chắc chắn thực tế không phải dễ như thế giống như một học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi thì không phải đó là kết quả của một cái sự thông minh nhất thời nhưng là kết quả của bao ngày tháng miệt mài đèn sách hoặc là như một vận động viên đoạt giải olympic thì không phải là do một cái sự may mắn ngẫu nhiên, nhưng đó là hoa trái của biết bao công khó luyện tập vất vả nơi thao trường. Và một cách tương tự như thế, các thánh tử đạo tại Việt Nam được diễm phúc tử đạo không phải là nhờ một cái phút giây can đảm nhất thời, nhưng họ đã luyện tập tử đạo mỗi ngày, luyện tập vác thánh giá mỗi ngày theo chân Chúa. Đó là những nỗ lực hy sinh, cố gắng mặc dù khó chịu nhưng luôn chịu khó để mà hy sinh nhẫn nhịn nhau trong đời sống chung trong đời sống gia đình đó là những nỗ lực hy sinh cố gắng để đến nhà thờ đưa con đi lễ đi học giáo lý mặc dù bận trăm công ngàn việc với cuộc sống mưu sinh và đó là những hy sinh nỗ lực để mà sống theo lời chúa dạy sống ngay thẳng thật thà mặc dù đôi khi thì người ta nói là thật thà thì thường thua thiệt mà lọc lửa lươn lẹo lại lên lương và phát thánh giá mỗi ngày cũng có nghĩa là dám chấp nhận bị bách hại chứ không làm ngơ trước những sự bất công gian dối thưa anh chị em con đường mà các thánh tử đạo đã đi qua đã làm chứng cho chúng ta đó là con đường từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa. Mặc dù mang thân phận người yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng cũng như ý chí kiên cường bất khuất, các vị đã chiến thắng khải hoàn. Là hậu sinh, là con cháu của các vị. Chúng ta cũng xin Chúa qua lời bầu cử của các thánh tự đạo tại Việt Nam giúp chúng ta cũng thêm kiên cường, quyết tâm và thêm ơn can đảm để có thể bước theo con đường làm chứng cho chúa như các vị cha anh anh hùng của chúng ta đã đi qua amen